bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đăng Quang làm chủ tịch Vincomex. Ngay sau khi Masan nhận bàn giao hệ thống Vinmart và Vinmart Plus từ tập đoàn Vingroup, ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch Masan đã lên làm chủ tịch công ty Vincomex. Công ty cổ phần tập đoàn Masan công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu ra công chúng. Theo kế hoạch, Masan sẽ chào bán tổng cộng 100 triệu trái phiếu để huy động 10.000 tỷ đồng chia làm 4 đợt. Theo bản cáo bạch phát hành trái phiếu của Masan, chủ tịch Nguyễn Đăng Quang từ tháng 12/2019 đã làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ VCM và làm chủ tịch công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincomex. Ông Quang lên làm chủ tịch hai công ty này sau khi Masan nhận toàn bộ hệ thống Vinmart, Vinmart Plus, Vinico từ tay tập đoàn Vingroup. Trước đó, ông Nguyễn Đăng Quang đang đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của Masan, thành viên hội đồng quản trị của Masan Consumer và phó chủ tịch thứ nhất hội đồng quản trị của Techcombank. Số liệu hồi tháng 1/2020 cho biết Vincomex đang sở hữu 3.022 siêu thị Vinmart và Vinmart Plus. Tăng trưởng doanh thu 2019 đạt 65% lợi nhuận được cải thiện và tiến tới sẽ đạt điểm hòa vốn vào 2020. Số liệu nghiên cứu của Masan cho thấy, mặc dù ra đời cùng thời điểm với bách hóa xanh của thế giới di động, doanh thu của Vincomex năm 2019 đạt khoảng 26.000 tỷ đồng, gấp đôi của bách hóa xanh nhưng vẫn kém xa so với doanh thu 35.000 tỷ đồng của Saigon Co-op. Mục tiêu năm 2020, Vinmart sẽ tập trung cải thiện lợi nhuận thay vì mở rộng ồ ạt như trước và sẽ đóng cửa một số cửa hàng không hiệu quả, dự kiến mở mới từ 10 đến 30 siêu thị Vinmart và 100 đến 300 cửa hàng Vinmart Plus. Masan đặt mục tiêu năm 2020 doanh thu của Vinmart sẽ tăng 48%, tăng trưởng các cửa hàng hiện hữu 24%, trong khi con số này của Vinmart Plus là 78% và 25%. Hà My, Chí Đức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.